nhiều người thường nghĩ rằng từ khi sinh ra da và lông của chim hồng hạc đã có màu hồng nên nó mới có tên gọi đặc biệt như thế nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy bạn hãy nhìn những chú chim hồng hạc con này rõ ràng bộ lông của chúng có màu xám đục và những con chim trưởng thành bên cạnh chưa có màu sắc rực rỡ hồng hạc là loài chim cao cẳng chân dài thường có bộ lông vũ màu hồng sáng. Với cái tên có nguồn gốc từ một từ Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha có nghĩa là màu của lửa. Loài chim này nổi tiếng vì vẻ ngoài rực rỡ của mình, dù đó là đặc điểm nổi bật nhất của chúng. Bộ lông màu hồng của chim hồng hạc không phải là đặc điểm di truyền. Trên thực tế, loài chim này khi sinh ra có bộ lông màu xám đục. Nguyên nhân màu hồng sáng của chim hồng hạc đến từ beta carotin, một sắc tố đỏ cam được tìm thấy với số lượng lớn ở tảo, ấu trùng và tôm nước mặn thức ăn của chim hồng hạc trong môi trường đầm lầy. Trong hệ tiêu hóa, các enzyme phá vỡ các carotenoid thành các sắc tố được chất béo trong gan hấp thụ và lắng động lại ở da và lông với chim hồng hạc Để thật sự tạo màu sắc cho các đặc tính cơ thể, carotenoid phải được tiêu thụ với lượng rất lớn. Vì bữa ăn của chim hồng hạc gần như chỉ có những đồ ăn đầy carotenoid, nên loài chim này không có vấn đề gì trong việc tự tạo màu cho mình. Hiện nay có bốn loài chim hồng hạc khác biệt, tất cả đều có nguồn gốc từ Nam Phi. Tuy nhiên, cả bốn loài này và những quần thể hồng hạc nhỏ hơn sống ở nhiều nơi tách biệt trên lục địa này. Vì điều này, màu sắc chim hồng hạc khác biệt dựa trên cơ sở nơi chúng sinh sống và nguồn thức ăn có sẵn. Một số chim hồng hạc có màu hồng đậm hoặc sáng hơn, một số lại có màu đỏ và cam, những con khác thì thuần trắng. Bây giờ thì bạn đã hiểu tại sao những chú hồng hạc con sinh ra lại có màu xám đục và có những con hồng hạc có bộ lông hồng rực, có con lại có sắc lông nhạt hơn rồi chứ. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu các bạn thấy hay, hữu ích hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của chúng mình nhé.